Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft siêu bí kíp luyện rồng. Hiện tại thì em Nightmare chỉ mới level 18 thôi, còn Storm Cutter thì mới cấp 5 mà, rất là thiệt thòi luôn. Và mặt cô ẻm thì đang có vẻ khá là tức giận đây. Thôi, hôm nay mình sẽ dành ưu tiên cho Storm Cutter một xíu ha. Mình sẽ làm thật là nhiều thức ăn để bù cho hôm qua, để em nhịn đói. Và trước khi chế tạo thức ăn cho rồng thì để mình làm một bộ giáp mới cái đã. Bộ giáp hôm qua chiến đấu với con rồng lửa nó đã hư hỏng rất là nhiều rồi. Mình phải làm một cái set giáp mới thôi. Treo set giáp cũ lên đây. Và giáp mới thì mình sẽ làm từ hai nguyên liệu ha. Thứ nhất là vảy rồng lửa, thứ hai là vảy rồng xanh. Ủa vậy? Thứ nhất là vảy rồng rét, thứ hai là vảy rồng ngọc lục bảo. Rồi, giờ thì mình sẽ làm lần lượt là áo là vảy rồng ngọc lục bảo ha. Quần cũng là vảy rồng ngọc lục bảo luôn. Đấy. Rồi nón và ổn thì mình sẽ làm bằng vảy rồng đỏ. Vậy là mình sẽ được một set đồ kết hợp từ hai loại vảy rồng. Chất lượng thì chỉ có mỗi cái quần là không tốt là thôi, nó giảm tốc độ của mình đi một xíu á, nhưng mà không sao. Mấy món khác thì tương đối là ok ha. Và mình sẽ cất những cái vảy thừa vô trong. Đồng thời thì mình sẽ làm thêm một cái bàn cường hóa nữa. Hôm nay thì mình sẽ làm luôn ha. Tại vì tới bây giờ mình vẫn chưa có chỗ để nâng cấp đồ nữa. Hôm nay là phải nâng cấp vũ khí, áo giáp lên thì chiến đấu nó mới căng được. Đây, mình sẽ làm luôn cái bàn cường hóa. Rồi, một quyển sách ở trên. Và cần rất là nhiều sách đó nha. Ui, đừng nói mình hết sách nha. Hình như mình không đủ sách thì phải. Không đủ sách rồi. Một xíu mình phải ra hái mía thêm cái đó. Không sao đâu, mình sẽ đặt theo công thức này. Được 4 kệ rồi đúng không? Ấy chà chà, cần khá là nhiều đây. Không sao. Hái thêm mía để em chế tạo thành những quyển sách á. Úi, rồng ngủ nữa. Mà rồng trong đây ngủ ngáy đúng to luôn á. Mình ở trong nhà mà ngoài này vẫn còn nghe á. Ngáy khò luôn. Sợ thật sự, còn nhỏ mà đã ngáy to như vậy rồi. Không biết mốt lớn chắc gái lủng nóc nhà quá. Mình sẽ đổi thành những cái tờ giấy. Đâu rồi, đây nữa. Đổi thật là nhiều giấy luôn. Càng nhiều càng tốt. Mình sẽ kết hợp thêm với da bò. Da bò đây. Không biết có đủ hay không nữa. Nhét vô. Đó, mình sẽ được 29 cái quyển sách rồi. Bây giờ thì mình có thể tiếp tục chế tạo thành những cái kệ sách rồi đó. Mình có 13 kệ. Mình cần tối thiểu là 15 kệ để được max level á. Mình sẽ làm thêm một chút nữa. Vậy đó mà còn muốn không đủ luôn cơ. Đây, tiếp tục. Nhà bò vô đây. Xong. Giờ thì 1, 2, 15 kệ hả ta? Hay làm thêm kệ nữa. 16 kệ đi. Làm vừa làm để trang trí luôn ha. Xong như vậy thì mình đã đủ số sách để có thể đem bao quanh cái bàn cường hóa rồi. Mấy thứ linh tinh mình sẽ cắt bớt vào trong lại. Đấy. Đấy, bây giờ thì đi đặt bàn cường hóa thôi. Bây giờ đang ban đêm nha. Nên cũng phải cẩn thận xíu. đặt cái con quái này lên nó đổ cái đồ lúc đó đỡ không kịp á. Rồi mình sẽ đặt giống như vậy. Không biết đặt như vậy thì có đẹp hay không nữa. Mà cứ đặt tạm đi, mình sẽ đặt kiểu sole á. Đó. Rồi. Như vậy thì mình có thể đứng ở nhiều góc và cường hóa. Ui, đó thấy chưa. Con chiên da nó ở một cái là nó đẻ ra con cá bạc à. Nó chiên đi cà khẻ đó. Rồi mình sẽ coi cường hóa coi. Ui, cái dòng cường hóa màu đỏ luôn à. Hôm nay chắc mình phải đổi vũ khí thêm một lần nữa thôi. Cái cây này á thì mình không có đập mạng nhọn được. Đó, nó mất lợi cái chỗ đó đó. Mình không đập mạng nhọn được. Mình coi nào. Diamond. Ấy, hay là làm đồ bằng xương rồng ta. Mình cũng có xương rồng nè. Rồi mình còn có... Ủa, mình nhớ có xương đen mà ta. Nè, có xương đen luôn. Làm kiếm rồng được chưa? Ế? Làm được kiếm rồng luôn. Vậy thì làm luôn đi. Chần chờ gì nữa. Hôm nay mình sẽ đổi sang kiếm rồng mình xài ha.
Rồi ví dụ mà mình hên hên mình có săn được rồng á, thì mình sẽ nâng cấp cây kiếm này lên và tạo thành cây và tạo thành cây kiếm máu rồng. Hợp lý phết. Ở đây mình còn có thể gắn vào những cái viên ngọc nữa nè. Ui, viên ngọc màu xanh là cho mình hồi phục khi khi mà mình đánh đó nè. Green gem. Làm sao để có ta? Ước gì mình có mấy cái viên ngọc đó để khảm vô cái cây kiếm á. Điện thoại giật lag khi chơi game. Chơi game một lúc thì điện thoại lại quá nóng. Đừng lo, mình sẽ giới thiệu với các bạn Nox Security, một ứng dụng có thể giải quyết các vấn đề mà mình vừa nêu trên cực kỳ nhanh chóng. Đầu tiên thì các bạn cần phải dọn dẹp rác là một trong những nguyên nhân khiến cho điện thoại của chúng ta bị chậm đi. Kế tiếp đến là tăng tốc game, một bước không thể thiếu khi mà các bạn muốn chơi game mượt mà được. Với Nox Security thì sẽ giúp chúng ta tăng tốc game rất là nhanh luôn, và khi chơi game thì sẽ khắc phục được cái tình trạng giật lag, giảm FPS khi chơi á. Rồi sau khi chơi thì điện thoại rất là dễ bị nóng, thì các bạn hãy sử dụng tính năng hạ nhiệt độ CPU. Nên lúc này thì máy sẽ được nghỉ ngơi và các bạn nên để máy ở yên một chỗ nhé, để tăng cái hiệu quả làm mát. Hiện tại thì Nox Security đang có minigame bốc thăm trúng thưởng. Các bạn chỉ cần làm nhiệm vụ nè, rồi sau đó rút thăm. Khi đủ thì chúng ta có thể đổi được những cái thẻ cào điện thoại nè, cũng như là rất nhiều kim cương ở trong game Free Fire đó nha. Để tải ứng dụng về thì các bạn có thể truy cập vào CH Play hoặc là nhấp vào đường link mình để dưới phần mô tả cũng như là phần game của bình luận. Và với những lợi ích mà ứng dụng mang lại thì mình sẽ đánh giá cho ứng dụng 5 sao luôn. Còn các bạn thì sao? Rồi giờ thì mình sẽ lấy ngọc Lully ra để chuẩn bị cường hóa đây. Ấy chà chà, hình như mình thiếu ngọc Lully rồi. Như vậy sao đủ cường hóa một set đồ đây? Smite cấp độ 5 luôn. Ủa cái này mà quýnh chắc là họ bị mạnh á. Enchant luôn. Có chậm hỏng cấp độ 5 nữa. Trời đất ơi. Rồi thêm cường hóa bộ giáp coi. Áo bảo vệ cấp độ 3. Mình nghe tiếng gì? Cường hóa ban đêm cũng hơi lo sợ một xíu á. Lượm bảo vệ 3 trước đi. Wow, có thêm Golem Soul cấp độ 4. Ủa gì, cấp độ 6 nữa. Quá tốt luôn. Protection hả? Lại là Protection. Ồ, chậm hỏng nè, chậm hỏng mà cấp độ 4 luôn. Quá êm. Nhưng mà hỏng lại không có bảo vệ. Buồn vậy. Mình sẽ ưu tiên cái ủng chậm hỏng nha, để cho nó dùng lâu một xíu. Rồi và cái ủng này còn cho mình giảm sát thương khi rơi nữa. Tuyệt vời. Mình sẽ biểu diễn những pha đặt xô nước mà không sợ bị té gãy chân nữa. Trời ơi, hợp lý. Giờ chỉ còn mỗi cái quần là chưa cường hóa thôi. Hy vọng sau chuyến khám phá về mình sẽ có thêm ngọc lục bảo để cường hóa thêm ha. Ngoài ra thì mình còn những cái cờ hiệu rất là đẹp mà mình chưa có kịp đặt nè. Mình sẽ trang trí xung quanh cái chỗ cường hóa của mình luôn. Đặt mấy cái lều trại xuống ha. Đây, đặt ngay đây. Đó, một cái. Đây thêm cái nữa. Rồi, giống như một cái danh trại gì đó. Đó. Ở đây thêm cái nữa đi, ngay cái ruộng. Rồi, còn một cái cuối cùng. Chưa, mình thấy cái chỗ này hơi cấn cấn đấy nè. Đập ra. Mình sẽ dời cho nó sát vô trong xíu. Đấy, đỡ hơn tí rồi đó. Mình sẽ bắt đầu gắn những cái cờ hiệu xuống á. Đây, gắn vô như vậy. Đó. Hơi bị xịn. Ở giữa thì mình sẽ đặt cái cục này. Cục lửa. Mà cái đường đi nó hơi ngoằn xà là ngoằn một xíu á. Như vậy chắc con quái nó vô nó còn bị lạc hướng hồi gì là mình á. Rồi đặt đây một cục nữa. Xong. Ôi mình còn một cái nữa nè. Một cái mình sẽ đặt ở dưới này đi. Được không ta? Cái đường đi mình đi như vậy. Thôi đặt bên này. Đó. Xong. Rồi từ từ rảnh mình sẽ làm một cái đường đi riêng để dễ dàng phân biệt hơn á. Cơ bản thì những cái chuyện cần thiết thì mình đã làm xong rồi. Giờ thì tới chuyện là nhặt tiền nè. Lượm tiền đó, chế tạo mình cũng sẽ được rất là nhiều tiền á. Và tiền thì mình sẽ mua cho mình một cái nhà kho thôi nào. Đợi lâu lắm rồi đó. Đây, mình sẽ mua một cái nhà kho ha. Với giá là 500 đồng. Đấy. Lượm. Mình sẽ có một cái warehouse. Cái này thì mình sẽ đặt ở góc bên phải của ngôi nhà của mình. Ở đây đi, mình sẽ coi thử ha. Review thử nè. Trời ơi, nó bự chưa. Wow. Bự thật á. Siêu to luôn. Cái này chắc mình phải đặt ở thấp dưới xíu cho nó lẹm vô cái gò núi này không sao đâu.
review. Mình coi lại cái nữa coi, coi nó có. Như vậy chắc là vừa khít rồi đó. Ok, chốt gì ha, mình sẽ xây ngay đây đi. Xây, bùm. Ten ten. Vậy là mình đã có được một cái nhà kho rồi. Rồi sẽ đập cái này ra để có cái đường đi vô. Ui em rộng thấy cái nhà kho cái khói khoái liền. Bay lại liền. Rồi mình sẽ vô trong thử. Ủa không có. Trời ơi cái này. Cái này không có nút bấm. Mẹn đất ơi. Nó không có cái nút bấm. Ui. Vậy thì chắc mình phải tự làm cái cửa rồi. Chứ lẽ để cửa tan quát vậy. Làm cái cửa bằng gỗ đi. Gì đâu mà nó cho mình nhà mà nó không cho mình cái cửa chứ. Buồn ghê á. Đây. Làm một vài cái cửa để gắn vào ha. Đây, gắn cái cửa vào. Như vậy thì mình sắp tới đã có một cái nhà kho hoàn chỉnh để mình tha hồ mà cất đồ bên trong luôn. Cửa như vậy đi. Ê. Đặt tầm 7 rồi. No 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 no. Đặt gì tầm 7 mất tiêu. Nè, gì mới đúng nè. Đó. Chuẩn chuẩn chuẩn. Còn cây dừa này có nên chặt không ta? Chặt luôn. Cái dừa này cản trở giao thông quá. Rồi. Xong phim. Một xíu mình dọn cái đường đi vô nhà mình nữa là đẹp. Đây dọn luôn. Không một xíu hết á. Nói làm liền. Để mình mở cái đường đi tới đi lui cho nó đỡ bị vướng vướng ha. Đấy. Như vậy là thoải mái rồi. Đồ mình sẽ bắt đầu chuyển vô trong từ từ sao. Quá đã luôn. Dừa đặt. Úi trời trời. Dừa mình chọi ra được luôn nè. Ú. Yếm. Có dừa ăn luôn. Rồi. Giờ thì chắc mình sẽ làm cái công việc cuối cùng thôi. Là cho em Storm Cutter ăn á. Để không thôi em bé xíu như vậy là không có cưỡi được. Phải bự thì mới cưỡi được. Đây. Storm Cutter thì mình sẽ lấy thức ăn ra. Lấy xương ra nữa. Trời ơi, sắp hết xương nữa rồi. Quá trời heo. Mà cũng gán cắn răng cắn cỏ. Cho mấy em rồng ăn chứ biết sao giờ. Chấp nhận nuôi rồng là phải chịu khó chăm sóc ha. Đây. Làm thiệt là nhiều luôn. Mình sẽ chờ một chút thịt sống để có gì mình cho ăn để hồi phục lại á. Nên mình cũng sẽ cân nhắc một xíu. Rồi. Mình sẽ chia đồ ăn ra để đút cho rồng ăn dễ hơn. Đây. Ăn đi em. Lớn nhanh nha. Đừng có mặt quạo nữa, coi vui vẻ lên đi. Đó, bự hơn rồi nè. Bự hơn xíu rồi. Ê, không cho đâu, đừng có lại đây. Đừng có, hôm qua ăn nhiều lắm rồi, đi chỗ khác. Em này ham ăn lắm nha. À, đói hả, đang ở đói hả. Nè, ăn thịt này đó đi, ăn thịt gà đó đi. Tội nghiệp nhỏ cũng đói nữa. Rồi, đó lên nha. Đừng có giận nữa nha. Hãy ăn đi Storm Cutter. Bữa nay mình sẽ cưỡi Storm Cutter đi khám phá với lại huấn luyện luôn. Thôi lên ăn nhiều vô. Hiện tại thì vẫn còn là em bé à. Khi nào mà cái này nó chuyển sang là cái gì đó thì nó mới cưỡi được hay sao ấy. Để mình xem coi tới level bao nhiêu là cưỡi được nha. Hôm bữa là Mi là cấp 25 là cưỡi được rồi. Không biết Storm Cutter thì sao. Đấy. Ơ bây giờ Storm Cutter đã đổi sang một cái khác rồi nè. Cưỡi được chưa. Yes. Mình đã cưỡi được Storm Cutter rồi. Và vẫn giống Mi. Storm Cutter chạy trên mặt đất cũng rất là nhanh luôn. Và Storm Cutter thì phun ra cái quả cầu lửa hình như là màu vàng thì phải. Đúng rồi. Không biết sát thương như thế nào nữa. Còn bay thì sao. Bay rất là đẹp luôn. Cái sải cánh rộng lắm nha. Hiện tại thì sải cánh em ấy chỉ mới có một tầng thôi. Sau này lớn lên nữa thì sải cánh của Storm Cutter tới 2 tầng lần á. Im. Quá dữ. Hơi đói đúng không? Anh cho thêm miếng thịt nữa nè. Ăn đi. Xong xuôi rồi nghe. Không phân bì nữa nghe. Rồi. Đi. Giờ chắc đi luôn chứ chần chờ gì nữa. Tới công chuyện thôi. Có cánh nào? Bữa nay thì chúng ta sẽ cùng Storm Cutter. Ê, hình như bay tốc độ cao thì Storm Cutter sẽ mọc thêm một cái cánh nữa kìa. Đó, thấy chưa? Có ai sẽ cánh lần á.
Ủa, xòe ra đúng đẹp luôn. Chứ không phải là lớn lên hả? Trời ơi. Ê, ở đây còn có chỗ có mụ Medusa nữa nè. Phanh lại, phanh lại, phanh lại, phanh lại em ơi. Phanh lại. Rồi sao ông đáp xuống? Ui, có tên pháp sư. Oh no. Tên pháp sư không kịp. Tên pháp sư không kịp. Trời ơi, mấy con này láo tét thiệt. Ui, có ông pháp sư. Ông pháp sư, em động rồi. Bay đi em. Ui, em động bay trúng cái bông độc rồi. Rồi, ông làm phép mình rồi. Dám làm phép mình. Tên phù thủy không kịp. Ui, đi khám phá mà còn gặp tên phù thủy nữa. Để mình đổi sang em sờ tôm cút tơ cái đó. Đâu rồi? Vô trong đi em. Ui dồi ôi. Hên là em rồng pha đó không có bị kiểu như là dính đòn từ cái tên pháp sư đó nha. Không pha đó cũng mệt mỏi rồi. Dưỡng đúng mạnh luôn. Mình lượm thêm xương để có gì mang về cho rồng ăn. Wow, kiếm rồng mạnh thiệt á. Không ngờ kiếm rồng lại mạnh như vậy. Rồi mình sẽ mở cái đường bí mật xuống chỗ của mụ Medusa để tiêu diệt mụ. Đấy. Ừ, nhưng mà cẩn thận nha. Mạnh cách mấy nhưng mà chỉ cần hóa đá thôi là mình sẽ xác định. Ây da, ây da. Chơi. Con này quýnh dây trái hả? Mình còn không đem theo xô nước nữa. Oh no. Căng rồi. Mình phải tập trung nha. Mình phải trở về. Mình không thể hy sinh được. Đây. Kìa, con Ripper bị bão hóa đá rồi kìa. Wow. Chặt vô đuôi mũ ta. Mình sẽ nhìn xuống đất thôi, không nhìn bả đâu. Hôm nay mình sẽ lấy thủ cấp của mũ Medusa. Mũ ta đã hy sinh rồi. Mình sẽ nhặt tôi nào. Trời con này. Quá trời những con quái vật bị mũ Medusa hóa đá nè. Xương nè, con này xương giang hồ nè. Ripper nè. Ripper nữa nè. Quá trời ơi đất luôn. Ghê chưa. Thôi mình lượm trước một cái kiểu thủ cấp của mụ Medusa ha. Được. Hấp dẫn. Rồi giờ thì tiếp tục. Phía đằng kia là như chỗ của nàng tiên cá giả mạo. Phía trên trời còn có một cái đảo gì nữa kìa. Tại vì á bây giờ mình vẫn chưa có thể nào làm được những cái lò luyện đồng băng. Băng thì trong đây không có công thức. Ừ? Có thể chế tạo được hả? Vậy là mục tiêu của mình là phải tìm được những con rồng hoang dã mà băng á. Thì để mình lấy cục băng này, sau đó mình làm băng nén và chế tạo thành cái lò ấp trứng rồng băng ha. Trứng rồng nữa. Chứ mình ấp bằng cái mấy ấp trứng rồng nhung nham chỉ ấp được một vài loại trứng thôi. Mình phải gán làm cái lò ấp chạy bằng nước mới được. Rồi ăn miếng nó đi cho hồi phục lại. Hồi nãy bị pháp sư chưởng miếng rồi. À, đi em ơi. Mình sẽ cùng nhau bay lên trên. Bay lên. Bay cao lên. Để coi trên này là cái gì nha. Nhìn thấy cái này giống như một cái ngôi đền vậy á. Cố lên em ơi. Cố lên. Mạnh lên. Cố lên. Một xíu nữa thôi. Chính xác rồi. Vô trong đi. Ủa đây là ngôi đền gì vậy? Có khi nào đó là đây là tổ rồng. Hình như đây là tổ rồng nè. Mình thấy có một cái trứng rồng. Storm Stratus. Đây là trứng rồng Storm Stratus. Trời ơi đọc xong muốn lẹo cả lưỡi luôn á. Một cái trứng rồng nữa. Quá xa đã luôn. Kìa. Đó là em Storm Stratus. Trời ơi cái con rồng gì mà khó đọc chứ không biết nữa. Một cặp luôn á. Trời, mình có nên chuồn lẹ không? Trước khi hai con đấu trở về mà phát hiện cái trứng đã mất do mình lấy. Nên mình nên chuồn trước đi em ơi, chuồn trước em ơi. Ê, đừng bỏ anh mà. Cho anh cưới nào. Chơi mà bỏ bạn. Chơi gì là chơi không đẹp á nha. Ui, né này tiên cá giả mạo ra. Không thôi bị mê hoặc á. Rồi, qua đây thì mình sẽ tấn công chỗ ở của cái anh một mắt. Hôm nay cưới rậm rồi, mình sẽ tấn công ảnh.
sẽ bắn anh luôn, bắn anh từ xa. Bắn anh nè. Ôi nhưng mà cẩn thận em ơi. Rồi em đâm rồi. Trời trời trời, em đâm mình bị trúng độc. Cẩn thận. Cái anh một mắt này có thể cắn một phát chết mình luôn, nên rồng cũng có thể là mục tiêu của ảnh. Trời trời trời, anh ăn thịt, anh ăn thịt. Tàn hình mất tiêu rồi. Không thấy ảnh luôn. Đây, tàn hình. Ui mạnh vậy. Anh một mắt này mạnh quá. Ui no. Ảnh đúng mạnh luôn. Giáp rồng không ăn thua. Mình sẽ lấy Yoyo tấn công ảnh. Cho anh biết như thế nào sức mạnh của người chơi Yoyo kim cương. Đấy, cái Yoyo mình liên tục tấn công ảnh kìa. Ui nãy giờ mới mắc một cái thanh máu của ảnh thôi. Đau lắm. Sao vậy còn tàn hình nữa. Đúng khó chịu luôn. Anh vô đây. Anh vô đây. Chặt anh luôn. Anh tàn hình ơi. Mình chặt liên tục như vậy mà không chết nổi ảnh kìa. Đúng trâu luôn á. Anh trâu thì tù quá lâu anh cũng chết thôi. Trời đất ơi. Khủng khiếp thiệt. Lần đầu mình thấy một anh một mắt trâu đến như vậy. Trâu nè. Trâu. Quýnh gãy kiếm thì thôi. Quýnh anh luôn. Anh một mắt nè. Trời ơi. Coi kìa, đúng đâu luôn á. Mình không nghĩ là anh sẽ trâu đến như vậy. Rồi, và anh cho mình một cây cúp. Ủa, không có con mắt hả? Oh no. Anh một mắt này không có cho mình cái con mắt của anh rồi. Không thôi, cầm con mắt của anh á. Mình mà kiểu như là cầm trên tay thì những cái địch ở gần sẽ bị yếu đi. Lúc đó thì mình sẽ có lợi thế hơn. Có thịt nên là lụm luôn. Làm thịt có gì về làm thức ăn cho rồng tiếp. Quá xa đã. Ê, nữa hả? Ở phía bên đây mình còn gặp cái cọc trên gì nè. Cạnh chỗ của anh một mắt luôn. Ở đây có san hô đóng các thứ nữa. Ơi, mình kích hoạt lên rồi. Ôi, đây là chỗ của con cua khổng lồ Giant Crab. Ôi đây là chỗ con cua hả? Chỗ cho nó đánh mình nha. Dám đánh ta hả? Dám đánh ta hả? Em đâu? Cắn nó em. Nè. Cắn nó. Ui sao em rồng không? Cắn nó đi. Đừng có bay nữa. Trời ơi, mình muốn cho rồng cơ hội thể hiện mà rồng không thể hiện rồi. Gồng không thiệt thì mình thiệt. Cua khổng lồ nè. Thì ra đây là chỗ của con cua khổng lồ. Đó. Cái thấy thịt rớt xuống cái là lụm. Ăn. Quýnh thì không quýnh chúng mình. Em gồng là không được rồi. Tháng này trừ lương mới được. Nó sẽ cho mình một cái nguyên tố nước ha. Water Essence nè. Water Essence thì mình có thể làm được một cái Water Stone. Hôm bữa thì mình... Để coi. Hôm bữa mình nhớ là còn cái viên đá gì nữa. Hình như là Firestone thì phải. Đúng không ta? Nó cũng là một cái viên đá nữa. Lần trước mình gặp công thức Essence. Coi nó còn có nguyên tố không? Nè, hình như cái này nè. Chính xác rồi. Mình có thể làm được một cái Flame Fury Stone. Chứ không phải là Fire Stone á. Ngon. Vậy là mình lại có thêm một cái nguyên... Ui, một cái món đồ để làm một cái... giống như là để nâng cấp vậy á. Đã nha. Hôm nay đi có vẻ khá là may mắn đây. À, trên cái đà này thì mình sẽ tiếp tục qua bên vùng đất mới bên này luôn. Coi còn có gặp cái gì... Kìa. Gặp một con Storm Cutter phiên bản bự hơn em của mình luôn. Wow, con này cấp bao nhiêu vậy? Nhìn to lắm. Không biết nó cấp bao nhiêu nữa. Lại mình tò mò coi. Cấp 80 thôi à. Cấp 80 mà đã to như vậy rồi. Nè, bạn cưng nè. Thấy chưa? Bự như vậy á. Mỗi mốt anh sẽ nuôi con bự gan vậy luôn. Yên tâm. Cưng chỉ cần ngoan thôi.
Rồi, bay qua đây. Ôi, vùng này như tới mùa đông hay sao? Tuyết rơi quá trời rồi kìa. Ủa, tuyết trắng xóa luôn. Tăng tốc một xíu coi nào. Ở dưới này nó có một cái căn nhà bỏ hoang kìa. Để đáp xuống. Coi thử. Đáp xuống cái mày. mình phanh hơi quá nên rầm đáp xuống rất là chậm ha. Thôi như vậy cho nó an toàn. Rồi. Vô coi thử nào. Ui, đúng thiệt, đây là cái nhà bỏ hoang luôn á. Cho mình một quyển sách gì nè. On the Similia Reveal Nuturing So Die the Similia Sometime. Ôi, thôi. Cặp hồi trầm cảm luôn á. Cái đó kiểu như một cái câu quyển nhật ký của người ta vậy á. Người ta bỏ lại á. Rồi đáp xuống đi, anh cởi coi. Đáp xuống đây, đáp trên đồ cây nữa. Anh chân ngắn rồi mà còn treo anh như vậy. Rồi đi. Let's go. Ừ, mình quên test cái kỹ năng phun lửa nữa. Tại vì Stormbreaker á còn có thể phun lửa được nữa nha. Chứ không phải là chỉ bắn cầu lửa không đâu. Phun lửa thử nè. Đó, phun lửa kìa, xịn chưa. Rồi coi đây là cái công trình gì đây. Ui, đáp đất mạnh quá. Vô trong em. Mình đang thấy có một cái tòa tháp ở đây. Hay là vô trong khám phá luôn. Chuẩn rồi, phải vô trong khám phá mới được. Ui, né ra. Ripper nó nổ. Chuôn, lé. Ui, chuồn thành công. Ủa, rồi đừng vào đâu. Ủa? Đừng nói không có đường vào nha. Không có đường vào. Mình tự tạo đường vào. Đường vào là tự mình tạo ra. Mình sẽ khám phá tầng trên trước để coi. Ui, sao nhiều bom trên đây vậy? Ui, nguy hiểm nha. Giỡn với bom mìn không tốt đâu. Tầng này thì cũng không có đồ luôn. Thôi, mình sẽ đi tèn tèn xuống tầng dưới đi. Rồi, tầng dưới có đường. Và cũng có rất là nhiều quái nữa. Mình sẽ đứng ngay cầu thang để mình canh nó lên, mình quýnh thôi. Cho an toàn. Sợ không? Đấy, như vậy thì sẽ không bị cà khẻ đâu. Rồi, đập làm spawn. Coi nào, trong rừng có gì nào. Hi. Ồ, sách. Kinh nghiệm và... Để coi cái ủng này. Ủa, cái quần này. Bảo vệ một. Oh no. Bèo vậy. Bảo vệ cấp cao xíu chứ. Ở dưới này hết đường rồi. Vậy thì mình đành phải đi tới cái tòa tháp cạnh thôi. Tại vì cái chỗ này mình thấy có hai cột tháp lận. Đây, bên đây cũng có một cái nữa nè. Hả? Ủa, cái này có... À không, hình như cái cục này không phải. Cục này là cục đá khác chứ không phải là cục băng. Nhìn giống màu cục băng ghê á. Rồi, mở đường đi xuống. Để coi bên này có khá hơn cái bên kia không nha. À, dưới này. Ui, dưới này có làm spawn. Đập lé. Có con xương nữa nè. Xương hả, xương. Coi nó có dấu đồ gì không. Ok, không có bẫy. Ê, một viên kim cương, được. Đồ chúng cũng là đồ bảo vệ cấp độ 1 thôi. Khá là bèo luôn. Bèo hơn cái chữ bèo nữa. Cái này thì có, cái này có quyển sách sức mạnh được nè. Cái đầu của Steve. Một cuốn sách để học phép. À, nhưng mà bây giờ mình chưa học được. Ok, hết rồi. Có giấu đồ sau kệ sách không? Không giấu luôn. Vậy là cái này nó bèo thiệt chứ không phải bèo giỡn đâu. Ok. Chỉ có vậy thì thôi, đành phải đi chỗ khác thôi chứ biết sao giờ. Đi, kêu em rồng ra. Ui trời ơi, em rồng ngủ mất tiêu hả? Nè, ăn miếng đi, ăn miếng cho tỉnh nào. Ăn miếng cho tỉnh. Thì cho anh đi cưỡi, cho anh cưỡi đi tiếp cái nào. Phía trên cao này vẫn còn một cái tòa tháp nữa. Nhưng mà tòa tháp này có vẻ là cũng bị bỏ hoang rồi, mình thấy. Nó kiểu bị mạng nhện đóng tùm lum á. Mình vô trong hả? Ủa, nhưng mà hình như mình làm assassin á, mình sẽ có khả năng mình nhảy hai lần hay sao á. Nè, mấy cái hàng rào này mình có đó, mình nhảy qua được luôn nè. Đúng là chọn assassin làm sát thủ á, còn có nhiều cái lợi ha. Đã ghê. Rồi, giờ thì đi xuống dưới kiểm tra từng chỗ. Ui, quá trời mạng nhện luôn.
Mạng nhện trong đây có làm được gì không? Làm được đá mạng nhện, làm được gậy. Ồ, làm mấy cái đồ đánh bắt cá hả? Chủ yếu là những cái đồ đánh bắt cá thôi hả? Hết rồi. Chắc đây thực sự là một chỗ bỏ ngang rồi, nên cũng không có đồ xịn cho mình. Xu thiệt chứ. Thôi đành chịu thôi. Ủa em rồng còn ở đâu vậy ta? Hay đừng nói rồng ngủ chảnh nha. Nghi lắm. Mình nghi lắm, lên chảnh bảo đảm thấy em rồng ngáy khò 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 con chảnh nè. Chuẩn bị nè, chuẩn bị nè. Ui. Ồ, mới thấy này không ngủ luôn. Ghê ghê, lớn rồi, con ta lớn rồi, rồng mình lớn rồi nha. Ê, bị dướng. Ui trời ơi, cái mông bị dướng vô cái cục mạng nhện. Sợ thiệt. Rồi, đi tiếp. Qua đây. Đây nè. Qua đây mình thấy có tên gì nè. À, tên này nhìn giống thổ phỉ lắm. Mình thì không thích mấy tên thổ phỉ. Ồ, đó chính xác là một ông phù hỷ. Bắn ở không em? Bắn. Ui trời trời trời, khai quả hộp lắc rồi. Ui, bắn hộp nữa. Ngắm chuẩn xích nè. Đấy, chúng ơi. Một quả câu. Hai quả câu nè. Không lửa luôn. Ừ, chuẩn đi. Chuẩn đi. Ôi, ui, ui, ông mạnh lắm. Chạy em ơi. Chạy đi. Ui, em rồng của tôi. Em rồng mình bị trầm cảm rồi. Tên pháp sư nè. Chuẩn em rồng mình hai cái thôi mà gần đi luôn rồi. Mới tin nó xài phép lực nguy hiểm thiệt. Đây mình sẽ cho rồng mình ra để mình chữa thương cái đã. Xít nữa là mình hại em rồng mình đi bán muối luôn rồi. Đây rồng ra đi em. Nè ăn đi. Đấy hồi phục lại rồi. Xít nữa thì rồng mình ngất xỉu rồi đó. Bởi vì rồng còn nhỏ nên máu còn hấp lắm, rất là dễ bị ăn hiếp luôn á. Ê, ở dưới nó có cái gì kìa. Ồ, không được, được, được. Mình sẽ cho rồng mình. Rồng mình vô trong trước. Một mình ra ngoài thôi, để cho nó an toàn hơn. Nhìn cái nhà đó lạ vậy. Với lại một phần mình sẽ lội qua hướng bên trái để né chỗ của nàng tiên cá giá mạo. Mình không muốn lúc này mà bị cà khịa đâu. Nhưng mà mình có thể cà khịa qua bên đó. Vừa bơi vừa bắn cung cho nó máu. Bắn chúng nè. Ui khó bắn chúng quá, thôi bỏ qua đi. À, đi xuống dưới đây với mình. Để coi coi. Ui trong đây có những cái. Ui, vẫn bị cà khịa kìa. Không kiếp thật. Cà khịa nhầm người rồi. Cho cháu vậy. Cà khịa nè, mê hoặc nè. Mê hoặc nè. Quá trời trâu ạ. Dám mê hoặc hả? Người ta đã né rồi. Vẫn ghen cà khịa cho được. Lụm cái nước mắt luôn. Rồi vô trong đó coi. Tò mò ghê, không biết trong đó nó có gì không nữa. Hy vọng là sẽ có kho báu. Rồi xuống. Đạp đường này xuống luôn. Để coi coi. Ui quá trời những con này luôn rồi. Những con giám hộ này nguy hiểm lắm. Đây nó có vàng. Còn giấu gì bên trong không? Ôi nó giấu rất là nhiều vàng luôn nè. Cũng được. Im. Có lý. Mình sẽ lấy sạch kho báu luôn. Còn gì khác không? Có tầng dưới không? Không có tầng dưới. Như vậy thì trong đây á, chỉ có kho báu là những cái khối vàng được cất ở bên trong thôi ha. Chứ nó cũng không có rương á. Ok. Thôi vậy thì mình sẽ không làm hại những cái con ấy đâu. Ủa bây giờ đường ra đường nào vậy? Chết rồi. Không có đường ra. No. Mình chui đường này. Ê. Vẫn chui ra được. Tuyệt vời, tuyệt vời. Tưởng đâu hết chui ra luôn rồi chứ. Sau khi về chỗ nhà thì mình sẽ thử cho cái trứng rồng Storm Stratus mình kiếm được trong ngày hôm nay vô trong thử ha. Coi coi nó có chạy không. Như vậy là nó vẫn không chạy. Sao mình nhỏ quá à, mình toàn nhặt
tìm và nhặt được những cái trứng mà ấp bằng cái máy chạy bằng nước thôi. Còn cái máy chạy nhung nhau của mình thì rất ít khi mà dùng tới luôn á. Hôm nay tính ra mình khá may mắn trong mọi thứ trừ cái việc tìm trứng rồng thôi. Tìm trúng trứng rồng chưa thể ấp được. Anh phải trưng bày tiếp thôi. Không biết trứng để lâu có bị ung không nữa. Mong là không có ung nha, chứ ung một phát là mình khóc hận luôn á. 4 cái trứng rồi đó, chưa ấp được cái trứng nào hết. Đợi một ngày nào đó anh sẽ ấp hết 4 cái trứng. Rồi. Và nói chung thì trong chuyến khám phá ngày hôm nay, Storm Cutter đã có công lao rất là lớn, dẫn mình đi tới rất là nhiều nơi khác và tìm được rất là nhiều những cái công trình và mang về đồ tương đối là ổn rồi á. Không rằng những chuyến khám phá sau thì mình sẽ may mắn hơn và thành viên kế tiếp sẽ đi cùng mình chắc chắn là Nightmare rồi. Tại vì Nightmare vẫn chưa đủ cấp để bay á. Hy vọng là Nightmare sẽ sớm đổi cấp để bay chung với mình ha. Rồi, và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Bye bye.